Xin cảm ơn những lời qua rất hay của bé Thanh Huy đến từ lớp gấu con 3. Cô xin lỗi lớp gấu con 2. Và tiếp theo chương trình xin kính mời quý phụ huynh và các cô cùng tất cả các con cùng thưởng thức nhạc phẩm Cả nhà cùng vui được thể hiện qua giọng ca nhí đến từ lớp gấu con 1. Xin cô cho bắt tay thật to cho những giọng ca nhí của lớp gấu con 1 đi ạ. Để cổ vũ tinh thần cho các bé hết thật hay thật to nha. Ba 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 ba